Đây là một vườn rau súp lơ. Đó, giới thiệu với mọi người đây là cây súp lơ baby nhá. Đây là cây súp lơ con này. Nhưng mà nó bị sâu nhiều quá. Vườn này bị sâu ăn quá nhiều nên là giờ nó hỏng hết rồi. Đây mọi người thấy không? Đây toàn là những kén sâu này. Đó. Những kén sâu rất chi là ghê này. Trời ơi, tôi thấy xót cây và quá xót luôn. Trời ơi, này. Nhìn mà nổi da gà luôn này. Một này. Ôi. Đây. Đây. Quá ghê. Đây nữa. Đây này. Những trứng sâu này. Nó ăn thế này thôi chứ lấy đâu ra súp lơ cho mình ăn nữa đúng không? Súp lơ này ăn rất ngon nhé. Ăn ngon hơn cả súp lơ thường của mình luôn á. Đây. Và bên này thì có đây, đây là bông súp lơ. Đây, như thế này đây là mình có thể hái vào để ăn được rồi. Đó, nó rất là đẹp. Đây này này. Đây, bông súp lơ đây. Đây là bông súp lơ, những bông này mà mình không ăn kịp thì cũng để sâu ăn thôi à. Đó. Rất là đẹp, nhưng mà sâu. Nhiều sâu quá à. Đây, cái bông này sáng mới được hái này. Sáng 12 này. Bông này đang còn ra. Tuy nhiên thì sâu, đây nữa. Đây. Đây là con sâu này, đó. Thấy chưa? Đây con sâu, đây. Mình đặt tận tay cho mọi người xem đó, nó đang bò đấy. Quá ghê. Đó. Đây. Đây là những cây súp lơ con mới trồng mà giờ nó đã bị sâu ăn này. Quá nhiều sâu. Thật là mệt mỏi vì sâu. Cái này giờ chỉ có bỏ và làm lại thôi. Chứ không thể làm gì hơn được nữa. Đó. Thôi mọi người đã xem nhé. Thanks for watching.